Thưa quý vị và các bạn, cây mai dương hay còn gọi là cây mắt mèo, có tên khoa học là Mimosa pigra. Đây là cây ngoại lai nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, có sức sinh trưởng mạnh, lan rộng nhanh, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và làm đất nghèo dinh dưỡng. Tại tỉnh Kon Tum, cây mai dương bắt đầu phát triển mạnh từ những năm 2004-2005 và đến nay loại cây này vẫn đang tồn tại ở nhiều địa phương, dù Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện thành phố tổ chức diệt trừ từ nhiều năm nay. Trong khi các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp tiêu diệt triệt để, thì các địa phương vẫn phải tiếp tục huy động lực lượng tham gia diệt trừ, dù biết trước rằng không mang lại hiệu quả thực sự. Phóng sự phản ánh tại thành phố Kon Tum. Nhiều năm nay, việc diệt trừ cây mai dương trên địa bàn xã Ngọc Bay vẫn được địa phương tổ chức đều đặn, đặc biệt là tại các khu vực ven suối và vùng bán ngập của xã. Sau nhiều năm tổ chức ra quân diệt trừ, từ mùa khô tới mùa mưa, hết đợt này tới đợt khác, và dùng mọi biện pháp để tiêu diệt. Thế nhưng, cây mai dương vẫn tái sinh trở lại, thậm chí là lây lan rộng hơn. Giờ đây khi nói đến việc diệt trừ loại cây này, người dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hồi là nó một cây hai cây rồi, nhưng mà nó có cái hạt đây này. Gió nó thổi nó bay theo gió, nó đi theo nước đây này, nó cứ trôi chỗ đâu là nó mọc tới đó. Là dân người ta cũng hồi đó là người ta phát chỗ đó rồi đó, là nó lên chỗ đó rồi người ta thấy lấy thuốc người ta bơm rồi nó chết. Rồi sang năm nó lại lên nữa. Nó không có hết. Ví dụ như cái bờ bên này nha, ông chủ ông cũng phát rồi. Phát rồi bơm thuốc rồi đốt cũng chết, sang năm lên nữa. Thưa quý vị, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì nhiều người dễ nhầm lẫn cây mai dương là cây hoa chinh nữ hay là cây xấu hổ. Tuy nhiên, loài cây này về mặt bản chất cây hại thì hoàn toàn khác. Chúng thường mập thành từng lùm lớn, cao hơn 3 mét, thân cây có gai cứng và phân tán hạt rất là mạnh mẽ. Những nơi mà cây mai dương mọc thì các loài cây biển địa khác hoàn toàn không thể tồn tại, hoặc nếu có phát triển thì cũng hoàn toàn lép vế. Thậm chí là thân cây mai dương khi chết thì phân hủy, tạo ra chất độc gây ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường xung quanh. Cây mai dương cũng trở thành nỗi ám ảnh với người nông dân vì không những làm đất nghèo dinh dưỡng, khó diệt trừ mà còn dễ gây thương tích do gai nhọn và bụi bông của cây. Các nhà nghiên cứu đánh giá cây mai dương có chứa chất độc mimosin. Đây là loại axit amin có thể gây hại cho nhiều loài sinh vật khác. Nếu bị gai đâm trúng, da sẽ ngứa, lan rộng. Thậm chí, vết thương có thể bị nhiễm trùng. Đối với cây mai dương, khi mà chúng ta bị trúng vẹt vào cái gai và trúng tay và cái chân á, là nó đau hơn cả mình trúng cái gai. Là nó đau vừa ngứa vừa rát, đau lâu ngày, nó không thể khỏi, như không thể dứt điểm như cây gai bình thường được. Nếu mà cây mai dương nó mọc ở trong đám rẫy thì cây mì nó sẽ không phát triển về củ mì, nó sẽ đạt năng suất thấp hơn. Phát quang trong mùa mưa, đào, đổ, phơi, đốt trong mùa khô, nhưng vẫn không thể diệt trừ cây mai dương một cách triệt để. Ngoài ra mùa mưa, nước sông suối dâng lên cao, nên khó tiếp cận diệt trừ cây mai dương. Còn mùa khô, hạt cây bay phân tán theo gió hoặc trôi theo dòng nước, và cây mai dương lại tiếp tục mọc, lan rộng ở những nơi khác. Thêm vào đó, cây mai dương thường mọc tập trung trên địa bàn dọc các vùng ven sông ven suối, những vùng địa hình hiểm trở gây khó khăn cho việc triển khai công tác diệt trừ. Hưởng ứng phong trào của đoàn xã thì đoàn thanh niên rất là nhiệt tình tham gia với những biện pháp đốt, nhổ bỏ, nhưng mà cây mai dương vẫn không loại bỏ được. Với lại tốc độ phát triển của cây rất nhanh, với lại số lượng đoàn thanh niên thì có giới hạn nên không kịp để loại bỏ, mong là có những biện pháp triệt để có thể loại bỏ tận gốc được cây. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Bay thường xuyên tổ chức ra quân diệt trừ cây mai dương bằng các phương pháp thủ công như chặt sát gốc cây, đào rễ cây, phơi khô, sau đó đem đốt. Tuy nhiên, do loại cây này dễ phân tán, dễ sinh trưởng và có sức sống mạnh, nên rất khó diệt trừ tận gốc. Mặt khác, thân cây có nhiều gai nhọn, cứng,
rễ cây ăn sâu trong lòng đất, nên việc huy động nhân lực để đào gốc là một việc vô cùng tốn kém, cần phải có kinh phí hỗ trợ. Trong quá trình triển khai thực hiện thì việc mà diệt trừ cây mai dương trên địa bàn xã cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cụ thể đó là cây mai dương là sinh trưởng và phát triển rất là mạnh, và cây thì trồng cây thì không có kén đất, cho nên là việc các phương pháp mà diệt trừ chỉ là bằng thủ công thôi, cho nên là trong công tác mà diệt trừ là còn nhiều khó khăn và cần có những cái biện pháp hiệu hiệu hơn để mà triển khai thực hiện trong cái thời gian tới. Nhờ thường xuyên tuyên truyền vận động các chủ sử dụng đất tự diệt trừ cây mai dương trên diện tích đất canh tác, đến nay cơ bản không có tình trạng cây mai dương xâm lấn diện tích đất sản xuất của người dân. Ngoài các phương pháp diệt trừ thủ công, hiện nay thuốc diệt cỏ cũng có thể tiêu diệt được cây mai dương, nhưng không thể dùng hóa chất vì sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, việc diệt trừ cây mai dương bằng các biện pháp thân thiện với môi trường đòi hỏi các địa phương phải tổ chức ra quân thường xuyên, thậm chí kéo dài hàng năm, và phải có nguồn lực duy trì thực hiện lâu dài mới có thể đem lại hiệu quả. Hiện nay thì vẫn còn trên địa bàn vẫn còn một số diện tích khoảng 400 m² thì dọc bờ sông Đắk Lè, hiện nay thì đất này không người dân không sản xuất, do đó cái tình trạng cây mai dương vẫn mọc tương đối với là phổ biến. Ủy ban phường đã tổ chức ra quân nhiều đợt, tuy nhiên cái việc diệt trừ cây mai dương hiện nay là không có hiệu quả. Do đó thì để cho diệt trừ hậu quả thì đề nghị các ngành chức năng hướng dẫn cho cấp xã chúng tôi có một cái phương pháp diệt trừ hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc diệt trừ cây mai dương trên địa bàn thành phố vẫn chưa đồng loạt nhằm hạn chế sự phát tán rộng của hạt cây. Đặc biệt là tại các xã phường có diện tích cây mai dương mọc dọc hai bên bờ sông. Trên địa bàn thành phố Kon Tum có khoảng 18 hectare diện tích cây mai dương. Và trong quý 3 năm 2022, thành phố chỉ mới diệt trừ được hơn 4 hectare. Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum cho biết, ngoài nguyên nhân chính do đặc tính của cây mai dương, nguyên nhân thứ hai là do người dân chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của cây mai dương, chỉ đang tập trung diệt trừ trong khu vực đất sản xuất. Trong khi tại các khu vực bờ thửa, ven sông suối, không quan tâm, xem đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, việc tổ chức huy động người dân và các hội viên đoàn thể tham gia các hoạt động diệt trừ cây mai dương vẫn còn khá hời hợt, chưa thật sự có hiệu quả. Qua cái triển khai thực hiện thì một số địa phương cũng nói lên cái khó khăn về cái kinh phí tổ chức diệt trừ cây mai dương. Tuy nhiên thì cái này thì cũng nó mang rất rộng khắp và cái thời gian, cái tốn chi phí nhân công là chủ yếu. Thì hiện nay thành phố cũng đang xem trọng công tác vận động tuyên truyền cái người dân tham gia để chia sẻ một số cái khó khăn về vấn đề bố trí nguồn vốn để tập trung làm những cái nội dung nó mang rất trọng tâm trọng điểm. Còn cái cây mai dương thì theo cái hướng là vận động người dân. Từ năm 2000, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp cây mai dương là một trong 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại hậu quả nghiêm trọng nhất trên thế giới. Tại tỉnh Kon Tum, chưa có số liệu chính thức về diện tích cây mai dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong quý 3 năm 2022, toàn tỉnh đã diệt trừ hơn 15 hectare cây mai dương. Con số này thể hiện việc khống chế và tiêu diệt sự phát triển của cây mai dương trên địa bàn tỉnh vẫn cần có thêm nhiều thời gian và kinh phí thực hiện. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng muốn diệt trừ cây mai dương chỉ dựa vào các đợt ra quân là chưa đủ, mà chính người dân cần chủ động, kiên trì thực hiện, diệt loại cây này thường xuyên hơn. Không chỉ trên địa bàn thành phố Kon Tum mà nhiều địa phương khác cũng đang khá vất vả trong việc diệt trừ cây mai dương. Những năm qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có nhiều công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, mặt trận cùng tham gia diệt trừ cây mai dương, nhưng đến nay vẫn chưa thực sự có hiệu quả. Theo lý thuyết, giải pháp hữu hiệu nhất để diệt trừ cây mai dương đó chính là diệt trừ chúng từ khi còn nhỏ bằng cách là chặt, đốt, nhổ bỏ cây con. Tuy nhiên, bởi với đặc tính phát triển nhanh, mạnh mẽ, không kén đất, có thể nảy chồi trên các gốc đã bị chặt, loài cây này tới giờ vẫn chưa có thuốc tiêu diệt hữu hiệu.